Trúc Giang và Hoàng Hải mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tục xảy ra những câu chuyện đau lòng về bạo hành trẻ em. Vụ việc người cha thành phố Hồ Chí Minh đánh nát tay con là trường hợp mới nhất về thực trạng đáng báo động này. Những vết thương trên da thịt từ những trận bạo hành có thể chữa lành, nhưng vết thương lòng của các cháu không biết bao giờ mới ngừng rướm máu. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ, bàn luận trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Trước hết, như thường lệ, kính mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm tin chính sau đây. Nghệ An bắt nhóm nam sinh đua xe làm loạn phố núi. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, người lớn ở đâu khi trẻ bị ngược đãi, bạo hành? Cuộc đua sinh tử. New Zealand xây dựng mạng lưới truyền điện qua không khí. Vào ngày 5 tháng 5, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã triệu tập hai trường hợp trong nhóm quái xế liên quan đến đoạn clip bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, gây ồn ào, náo loạn thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An trước đó. Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút về một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 7, làm náo loạn thị trấn Con Cuông. Ngay sau khi nắm được thông tin, đội cảnh sát giao thông công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nhóm thanh niên vi phạm trên. Sau khi điều tra xác minh, đội cảnh sát giao thông công an huyện Con Cuông triệu tập lên trụ sở làm việc với hai quái xế là Trần Lê Nhật A, tên viết tắt, sinh năm 2004, ngụ thị trấn Con Cuông, và Ngân Thanh L, tên viết tắt, sinh năm 2004, ngụ xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Tại cơ quan công an, hai thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm. Công an huyện Con Cuông cũng kêu gọi tất cả các đối tượng còn lại trong nhóm quái xế đua xe vào tối 3 tháng 5 ra trình diện, hoặc phụ huynh các đối tượng đã tham gia đua xe đưa con ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng BC07 công an thành phố đã giải cứu thành công một phụ nữ tự trèo lên trụ điện ở độ cao là 100m. Hiện người này được đưa về phường trấn an tinh thần và làm rõ vụ việc. Khoảng 6 giờ ngày 5 tháng 5, người dân trong hẻm 47 đường 17 phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cô gái khoảng 25 tuổi leo lên cột điện cao thế cao khoảng 100m. Sau đó người này ngồi luôn trên ngọn cột điện, cô gái liên tục la hét, nói nhảm, quơ khúc cây khiến người dân bên đường khiếp vía. Từ tin báo của người dân, lực lượng cứu hộ cứu nạn phòng BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã cử 3 xe cứu nạn và nhiều cán bộ phối hợp các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, giải cứu thành công người phụ nữ. Theo một nguồn tin, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi về đến phường, tinh thần cô gái này vẫn còn hoảng loạn nên chưa thể làm việc và lấy lời khai được. Công an phường sẽ phối hợp với bệnh viện tâm thần để làm việc với người này. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay tiếp tục câu chuyện người cha đánh con nát tay ở thành phố Hồ Chí Minh gây phẫn nộ dư luận mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin trong số trước. Thông tin mới nhất là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh bài viết Thành phố Hồ Chí Minh cha đánh con nát tay bắt đi bán vé số được đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam, xử lý nghiêm kịp thời hành vi bạo hành ngược đãi trẻ em. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em đau lòng và vụ việc vừa kể là trường hợp mới nhất khiến cho dư luận một lần nữa đặt ra câu hỏi người lớn ở đâu khi trẻ bị ngược đãi bạo hành. Ngày 5 tháng 5, trên mạng lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai la hét khi bị người cha cầm cây đánh. Theo nội dung clip, người đàn ông cầm cây trên tay, kéo cánh cửa nhà vệ sinh, sau đó đánh vào trong. Lúc này bé trai nắm lấy cây và bị người đàn ông kéo ngã lăn xuống nền. Sau đó, người đàn ông đánh tiếp vài cái về phía cháu bé. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đoạn clip được ghi tại dãy nhà trọ ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày trước. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn cho biết thông tin bé trai bị cha bạo hành ép đi bán vé số là không chính xác. Theo đó, bé trai sinh năm 2010 đang học lớp 5 và thường xin theo mẹ bán vé số những ngày nghỉ học. Bé hay chơi game, người cha nhắc nhở nhiều lần nhưng không nghe lời. Hôm đó cũng thế nên đã đánh bé. Ngay đêm xảy ra vụ việc, ngày 2 tháng 5, công an xã Thới Tam Thôn đã làm việc với cha của bé và phía địa phương sau đó cũng đã thăm hỏi động viên bé. Ngày 5 tháng 5, bé vẫn đến trường bình thường. Hiện bé đang ở với bà nội. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi nhẫn tâm của người cha không còn tính người.
Rất nhiều người đã thể hiện sự đồng cảm xót xa với nỗi đau mà cậu bé mới 10 tuổi phải chịu đựng. Họ không giấu nổi sự bất bình thẳng thắn chỉ trích người cha và lên tiếng bênh vực bảo vệ quyền lợi cho cậu bé. Đặc biệt ai nấy đều mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự tình. Trước vụ việc trên cũng đã xảy ra những trường hợp bạo hành đáng căm phẫn. Ngày 30 tháng 4 tại ấp Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố, tỉnh Sóc Trăng cũng xảy ra một vụ bạo hành tương tự. Theo báo Sóc Trăng, bé NTH, tên viết tắt 6 tuổi, đã bị cha dượng bạo hành dã man. Cháu H kể lại với công an xã Ngọc Tố đã nhiều lần bị cha dượng đánh đập, lấy nước nóng đổ lên người, thuốc lá đang cháy châm vào người, sử dụng dao cắt da thịt cháu H. Một vụ bạo hành trẻ em khác đã được đưa ra xét xử vào chiều ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Minh, 39 tuổi, quê Quảng Ninh, vì tội hành hạ người khác. Nạn nhân là bé gái sinh năm 2020, con ruột của Minh. Theo cáo trạng, Minh nắm tóc đứa bé kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của con. Đứa trẻ đang ngồi trên nệm bị Minh đánh té ngã. Tất cả hành vi trên, Minh dùng điện thoại của mình quay video lại rồi gửi cho vợ qua Zalo. Vâng thưa quý vị, những đứa trẻ bị bạo hành chắc chắn sẽ có suy nghĩ rằng tại sao những người em gọi là cha là mẹ, những người xem ra có thừa tình yêu thương dành cho nhau lại đối xử với em tàn bạo như vậy? Chúng ta có thể kết luận rất nhanh, đó chính là cái ác. Xem lại đoạn clip có thể thấy người cha ác rồi mà mẹ còn ác hơn, con bị cha đánh đập không bảo vệ lại còn chửi đuổi, hổ dữ không ăn thịt con. Xin đừng vẽ những nét đầu tiên là hình ảnh cái ác lên tâm hồn của trẻ thơ. Kẻ ác cần được pháp luật trừng trị. Dù lý do gì thì đánh trẻ dã man như vậy là quá tàn nhẫn. Một lần nữa rất mong luật pháp sẽ xử lý nhanh chóng việc này. Cần phải phạt thật nặng với những hành vi mất nhân tính này để làm gương và răn đe những thành phần có suy nghĩ hành xử độc địa như thế. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Y tế cho biết ngày 15 tháng 5 tới sẽ tiêm hết toàn bộ số vaccine phòng ngừa COVID-19 đã nhập khẩu về. Đồng thời, những câu hỏi về thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine có tiếp tục cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng được Bộ Y tế làm rõ. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trên thế giới nhiều nước vẫn đang tiếp tục thảo luận về vấn đề hộ chiếu vaccine. Nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng hộ chiếu vaccine chỉ khả thi khi có được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm vaccine trở lên, trong khi đó chưa đủ bằng chứng về hiệu quả phòng ngừa của vaccine với các biến chủng mới. Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành, liên quan, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chính phủ xem xét, quyết định thời điểm phù hợp với quan điểm an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu. Bởi vì như đã nói trên, các loại vaccine không có loại thuốc nào là có hiệu quả 100% cả. Khi áp dụng hộ chiếu vaccine, chúng ta cần phải lưu ý, xem xét và phải có những thông tin hết sức đầy đủ để áp dụng, triển khai. Trả lời câu hỏi có tiếp tục cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hay không, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định không cấm chuyên gia, song phải đúng người và thực hiện hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đã yêu cầu kích hoạt lại tổ công tác liên ngành gồm 5 bộ, Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông, Vận tải để xem xét từng trường hợp đưa chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, nguyên tắc hàng đầu là phải đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, những ngày qua, cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại Hà Nam. Ngay khi Hà Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Chỉ huy Quân sự Hà Nam đã căng mình cùng các cơ quan chức năng ở địa phương tham gia phòng chống dịch. Đây cũng là lực lượng đi đầu trong công tác phối hợp với đơn vị để tham gia tổng dọn vệ sinh, phun khử trùng, khử khuẩn, vận chuyển đồ đạc, củng cố nơi ăn nghỉ để đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho nhân dân đến cách ly. Thì với tinh thần quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, cán bộ chiến sĩ lực lượng trưởng tỉnh tôi xác định 100% quyết tâm tổ chức lãnh đạo chỉ huy quản lý điều hành các khu vực cách ly cũng như lãnh đạo chỉ huy toàn bộ cán bộ chiến sĩ tỉnh với quyết tâm cao nhất, với lực lượng cao nhất, sẵn sàng 100% 24/24 cùng với đảng bộ, chính quyền nhân dân của tỉnh cùng các sở ban ngành tỉnh thực hiện phòng chống dịch cũng như là đẩy lùi dịch COVID trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay số lượng các trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân dương tính tại Hà Nam tăng cao, nên trong đêm ngày 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam kích hoạt khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến tại cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian vừa qua đã triển khai quyết liệt, thần tốc các cái cơ sở cách ly. Và tôi đánh giá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có thể nói là đã nỗ lực hết sức, các đồng chí đã không quản ngày đêm thiết lập các cơ sở cách ly rất nhanh chóng và khẩn trương. Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi đã giao cho đồng chí là tổ chức cơ sở cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai 2 và tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam. Các đồng chí cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã không quản ngày đêm thực hiện cái việc thiết lập khu cách ly. Đồng thời thì với cái việc làm theo đúng quy trình và có thể nói là rất nghiêm túc. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm, đòi hỏi công tác chuẩn bị cho các khu cách ly phải tiến hành khẩn trương, thần tốc. Nên mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đều tranh thủ thời gian từ sáng sớm đến tối muộn. Thậm chí có nhiều đêm đồng chí phải thức trắng để làm việc cho kịp tiến độ. Tuy vất vả nhưng mọi người đều cố gắng khắc phục với mong muốn bà con đến cách ly có được nơi ăn chỗ ở đầy đủ nhất. Chuyển sang những thông tin về dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, sống trong thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa bão. Đó là thực tế đang diễn ra tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Nguyên nhân là do việc thi công một số dự án giao thông làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cụ thể về tình trạng này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi qua phản ánh sau đây tại địa phương. Tuyến đường N6 đang thi công ở thành phố Bắc Cạn. Mặc dù đường chưa làm xong, nhưng nhiều ngôi nhà đã lọt thỏm, thấp hơn mặt đường vài mét. Nhiều đoạn mặt đường đã cao bằng nóc nhà, cứ mưa là ngập do không có lối thoát nước. Gia đình chúng tôi đã sinh sống ở đây cũng khá nhiều, cũng từ sinh ra từ lớn lên ở đây rồi. Bao nhiêu năm sinh sống rồi thì sẽ cắt ngang qua cái đường đi lại của gia đình chúng tôi là đường đi từ thời cha ông để lại là đi thẳng sang kia và lên đường. Thì bây giờ không có đường đi lại cho mà đây là có 3 hộ gia đình là sẽ phải đi cái đường này. Còn đây là những ngôi nhà lọt thỏm dưới những núi đất đá do thi công tuyến đường đi qua, phường Đức Xuân và phường Phùng Chí Kiên. Nhiều nhà mất đường đi lại, có hộ mưa nước tràn vào trong nhà. Tổng cộng có 16 hộ bị ảnh hưởng cho dự án làm đường này. Đất họ đổ cao như thế này, mỗi lần mưa là không đi được. Có hàng có hóa là không đi nổi xe, toàn phải gánh bộ thôi, gùi bộ thôi. Mà mỗi lần mưa, nước ở trên nguồn nó về xong cả bùn ấy, vào cả sân và ngõ. Mà đấy là còn mưa nhỏ, còn nếu mà mùa mưa tới này mà nó mà mưa nữa thì chắc là nước vào đến nhà. Một số hộ gia đình là trên cao trên thấp thì giai đoạn 1 thì được Ủy ban tỉnh chấp thuận là cũng đã thống kê chi trả đền bù cho các hộ rồi. Còn các hộ còn lại thì cũng đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận cái phương án hỗ trợ. Thì hiện nay là ban bồi thường giải phóng bằng đã triển khai thống kê lập phương án. Hiện nay đang trình các phòng chuyên môn thẩm định. Mùa mưa đang đến gần, nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, nhiều hộ dân sẽ sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Và khi đó, có đường mới chưa kịp vui thì nỗi lo lại đang hiện hữu trước mắt. Những ngày qua, các phương tiện khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 27C đoạn qua huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa đều cảm thấy bất an do nông dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa. Và như quý vị đang nhìn thấy, bức tường khói dày đặc bao trùm tuyến quốc lộ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Ghi nhận vào trưa ngày 5 tháng 5 trên tuyến quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, sau khi thu hoạch lúa vụ đông xuân, nông dân đã bắt đầu đốt các gốc trà trên các đám ruộng sát ngay đường quốc lộ, tạo nên những màn khói dày đặc. Thấy chiều gió thổi cắt ngang mặt đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây không còn nhìn thấy phía trước, người đi xe máy vừa bị hít khói lại vừa bị cay mắt. Nguy hiểm hơn là do tuyến đường này không có giải phân cách sẽ gây nguy cơ cao khi các xe chạy ngược chiều không nhìn thấy nhau. Tình trạng nông dân thường đốt rơm rạ sau mỗi mùa thu hoạch lúa vẫn luôn xảy ra tại các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa gây mất an toàn giao thông, nên rất mong các địa phương cần đẩy mạnh thêm việc tuyên truyền về ý thức chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đến từng người dân, như không nên đốt rơm rạ tại các đám ruộng sát ngay đường giao thông, nhất là đường quốc lộ. Chương trình sẽ được tiếp tục với một câu chuyện nhân văn về y tế. Thưa quý vị, một thanh niên ở Bà Rịa Vũng Tàu bị tai nạn giao thông không qua khỏi, đã hiến tạng gồm tim và thận để cứu những người đang bên bờ vực sinh tử tại bệnh viện Chợ Rẫy. Và hành trình vượt hơn 100 km từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh phải nói là cuộc đua sinh tử, thưa quý vị.
Theo đó, sáng ngày 5 tháng 5, sau khi được ghép thận, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã ổn định. Mọi chỉ số sinh tồn bình thường, riêng sức khỏe của người nhận tim cũng tốt hơn rất nhiều. Tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực của người nhận sau 30 phút kết thúc cuộc ghép. Trước đó, ngày 4 tháng 5, vừa qua nỗi đau trước sự ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông của anh B, ngụ ở Bà Rịa Vũng Tàu, gia đình của anh đã tặng tàn cho những bệnh nhân đang từng ngày vật vã giữa lằn ranh sinh tử. Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và hỗ trợ hết mình cho hành trình hơn 100 km vận chuyển tạng, gồm một quả tim, hai quả thận, chỉ mất 1 giờ 1 phút để kịp đưa quà tặng thiêng liêng này về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho người nhận. Tiếp tục chương trình là những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thay vì khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ quen thuộc, một người đàn ông đã hóa trang thành chú hề để làm công việc khử trùng, nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19 tại một khu ổ chuột ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Anh Ashok Komi làm nhiệm vụ khử trùng nhiều ngôi nhà trong khu vực lân cận và phát khẩu trang cho trẻ em. Nhưng anh xuất hiện với bộ trang phục đặc biệt gây chú ý của một chú hề. Làm việc cho một công ty dược phẩm, Komi đã thực hiện mục tiêu của mình là giáo dục cả người lớn và trẻ em về ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi muốn nâng cao nhận thức cho những đứa trẻ rằng hãy đeo khẩu trang, giữ tay sạch sẽ và duy trì giãn cách xã hội. Tôi cố gắng truyền thông điệp này để có thể cứu mọi người khỏi COVID-19. Komi cho biết anh thường mặc những bộ trang phục khác nhau khi làm công việc này, mong muốn mọi người duy trì an toàn và sức khỏe trong đại dịch. Công ty điện lực Balco của New Zealand sẽ xây dựng một hệ thống thử nghiệm truyền điện qua không khí. Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực của nhân loại nhằm loại bỏ dây kim loại tốn kém và cản trở tầm nhìn, cột điện làm xấu cảnh quan. Ý tưởng xây dựng là sử dụng chùm TV sóng. Đầu tiên, những máy vô tuyến nhỏ tạo ra nhiều TV sóng song song nhưng không trải rộng. Tiếp theo, mạng lưới điện sử dụng vật liệu meta đã biến đổi với kết cấu nhỏ, có thể tương tác hiệu quả với vi sóng. Một anten truyền dẫn chùm tia qua nhiều bản trung gian chuyển tiếp chùm tia tới trạm cuối. Ở đó, bức xạ được chuyển thành điện. Những tia laser nhỏ được sử dụng để phát hiện vật cản như chim bay qua chùm vi sóng và sử dụng các tình huống tương ứng. Theo các nhà khoa học, hệ thống truyền dẫn điện không dây có lợi thế là cắt giảm chi phí xây dựng và bảo trì. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, truy quét xe biển số giả tràn lan. Bà Rịa Vũng Tàu, nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn. Chuyên mục chuyện ngày mới, thợ săn gác súng để chuộc lỗi với rừng già. Thưa quý vị, câu chuyện của chuyên mục Cà phê không đường hôm nay là về vấn đề biển số xe giả. Nhiều quý vị cũng đã biết việc sử dụng biển số xe giả là vi phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Và tỉnh Quảng Ngãi hiện là một trong những địa phương gặp phải vấn nạn này. Cùng với việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều biển số xe giả ở tỉnh Quảng Ngãi, thì lực lượng công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh truy quét, phát hiện xử lý nhiều xe sử dụng biển số giả lưu thông trên đường. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phóng sự phản ánh ngay sau đây. Vừa qua, anh Trần Ngọc Hùng ở thị xã Đức Phổ có đơn đến công an thành phố Quảng Ngãi về việc một quán cà phê ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi trưng bày biển số trong quán cà phê và đưa hình lên Facebook biển số xe trùng với biển số xe mô tô 76M156789 của anh Hùng đứng tên. Ngoài ra, một số hình ảnh từ quán cà phê trên đưa lên Facebook có xe biển số 76H177777 giả. Công an thị xã Đức Phổ khẩn trương tuần tra, truy tìm và phát hiện Nguyễn Văn Thưởng, 17 tuổi, đang điều khiển xe máy biển số 76H177777 giả. Hiện nay là trên cái trang mạng xã hội đó, thì có một quảng bá và tuyên truyền bán một số biển số xe giả. Từ chỗ đó một số đối tượng là vào làm lên để mà mua những cái biển số này về sử dụng rộng rãi và công khai đi ở ngoài đường. Và các đối tượng này là thường xuyên là bắt vô các cái xe đắt tiền. Và biển số là biển số rất là tiến lên và rất là đẹp. Vì vậy khi dân thường đi ngoài nó nghĩ là lực lượng công an chúng ta đó cấp những cái biển số này là có cái vấn đề gì không. Nhưng mà thật ra thì cơ quan công an hiện nay biển số là chưa tới những cái vằng, những cái số mà để cấp như cho các cái đối tượng này. Nhưng vì với cái thói đua đòi này kia nên các cái số đối tượng mua biển số về sử dụng mà gây trái chiều để ảnh hưởng tới lực lượng công an. Còn đây là mô tô SH mang biển 76H156789 được Hồ Viên Hảo, 28 tuổi, ở phường Phổ Vinh, thành phố Quảng Ngãi điều khiển, lưu thông trên đường.
Tuy nhiên, đây là biển số giả. Công an thị xã Đức Phổ đã phát hiện tạm giữ xe. Thì ý là nó kêu không, nó kêu không cần, mà nói chung là con hồi đó con không biết nữa. Chứ còn nếu mà biết thì cái khó mà không có biết. Phải mua về thế đi cũng bình thường. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng biển số giả nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thủ đoạn và công nghệ làm giả tinh vi rất khó để phát hiện bằng mắt thường về biển số thật giả. Các trường hợp này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ động cơ, mục đích để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua cái công tác tuần tra kiểm soát thì cái lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện và xử lý nhiều cái trường hợp là đối tượng là sử dụng cái biển số xe nó không đúng quy định, cái đây là biển số xe giả. Là những cái biển số này thì nó chưa có trong cái hệ thống số của cấp biển số của Bộ Công an. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Đức Phổ cũng đã thực hiện đảm bảo đúng các cái quy trình quy định, là khi công dân vào thì làm các cái thủ tục kiểm tra các cái phương tiện và bấm số theo cái ngẫu nhiên trên cái hệ thống. Xe mô tô, ô tô khi tham gia giao thông phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Các trường hợp người điều khiển xe sử dụng biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, khi bị phát hiện sẽ bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu biển số theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình là những thông tin nóng mà chương trình vừa cập nhật. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe ô tô bất ngờ tông trúng hai xe máy đi cùng chiều rồi lao lên vỉa hè khiến hai người nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga. Theo đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 5 tháng 5, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 72A03968 do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cầm lái chạy trên đường Nguyễn An Ninh hướng từ siêu thị của Co-op Vũng Tàu đi về đường 3 tháng 4. Khi đến đoạn ngã tư giếng nước thuộc phường 7 thành phố Vũng Tàu thì va chạm với một xe máy chạy cùng chiều dưới đường. Chiếc ô tô sau đó lao lên vỉa hè tông hai xe máy đang dựng và tông hai người đang đứng. Chiếc ô tô này chỉ dừng lại khi tông vào một cây xanh. Hậu quả tai nạn làm hai người đứng trên vỉa hè bị thương rất nặng, trong đó có một người đàn ông làm bảo vệ đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ văng tràn lan, chiếc ô tô hư hỏng nặng. Nhận thông tin, công an thành phố Vũng Tàu đã có mặt điều tiết giao thông, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn giao thông tiếp theo xảy ra trên đường DT741, đoạn qua ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Chiếc ô tô mất lái tông trực diện vào đuôi xe máy, lao vào cột điện khiến cho hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 10 phút sáng 5 tháng 5, anh Danh Kim Ly, 35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, điều khiển xe ô tô loại 5 chỗ mang biển kiểm soát 93A17728 lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài. Đến đoạn ấp 3 xã Tân Lập, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang phần đường bên phải, tông trực diện vào đuôi xe máy mang biển kiểm soát 93Z12603 do anh Cao Đức Đại, 28 tuổi, điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến anh Đại và xe máy bị ô tô kéo lê phía trước hàng chục mét và chỉ chịu dừng lại khi tông thẳng vào trụ điện bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Đại tử vong tại chỗ, một người ngồi phía sau xe ô tô bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Cũng vì mất lái mà mới đây tại Hải Phòng, một chiếc xe container đã gây ra va chạm trên đường phố và đâm vào giải phân cách. May mắn không có thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, hướng đi Hà Nội và được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại được. Do tài xế xe container lái xe với tốc độ cao trên đường trơn trượt nên đã dẫn đến mất lái. Chiếc xe chao đảo cả đoạn đường rồi lao vào giải phân cách giữa mới dừng lại. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, may mắn là không có thương vong về người. Đây cũng là bài học cho các tài xế lái xe tải trọng lớn, cần chú ý quan sát và kiểm soát tốc độ khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, đường trơn trượt. Quý vị thân mến, từng là một thợ săn, nhưng một người đàn ông sống ở bìa rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã dũng cảm gác súng, gác lại lợi ích của bản thân và gia đình để tham gia bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể vọc mông trắng, động vật quý hiếm nằm trong danh sách 25 loại động vật nguy cấp nhất thế giới đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Vâng, chính việc làm ý nghĩa của ông đã được Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã quốc tế FFI tôn vinh là anh hùng bảo tồn. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ người anh hùng này trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay. Ông Lê Văn Hiên sinh năm 1961 trong một gia đình nghèo khó ở bìa rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Khi mới 12 tuổi, ông đã theo nghề thợ săn và gắn bó với nghề này gần 30 năm. Nhưng khi hiểu và nhận thức được vốn quý của tài nguyên rừng cần được bảo vệ, ông Hiên quyết định bỏ nghề thợ săn, tích cực tham gia cùng các đoàn khảo sát và nghiên cứu tại rừng Kim Bảng. 10 năm trước, tôi nói thẳng này, là chúng tôi đi, tôi cũng chẳng giấu giếm gì cái nghề săn bắn của chúng tôi cũng không sợ. Bây giờ là sợ là này, bây giờ tôi được nghe báo chí truyền thông rồi, có ý thức rồi, mà tôi vẫn quay về tôi săn bắn, tôi mới sợ. Năm 2017, tổ chức FFI thực hiện dự án bảo tồn vọc mông trắng. Ông Hiền đã tình nguyện tham gia tổ bảo tồn cộng đồng và được cử làm tổ trưởng. Ngoài công việc bảo tồn rừng, tháo gỡ bẫy, ông cùng các thành viên trong tổ theo dõi vị trí, môi trường sống của vọc mông trắng và các loài động vật trong khu rừng. Khi phát hiện hành vi phá hoại, săn bắt, tổ sẽ thông báo cho kiểm lâm xử lý. Nguyện vọng của tôi là mọi người hãy cùng chung tay vào để bảo vệ cái loài vọc mông trắng mà ở trên đã ban tặng cho ở Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam mình. Sau 4 năm thành lập, đến nay, Tổ Bảo tồn Cộng đồng huyện Kim Bảng do ông Hiên làm tổ trưởng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn đa dạng rừng, đặc biệt là loài vọc mông trắng. Quần thể vọc mông trắng tại rừng Kim Bảng ngày càng phát triển. Hiện có hơn 100 cá thể, lớn thứ hai trên thế giới sau khu bảo tồn ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Như ông Hiên thì ông là người tổ trưởng, mà người anh, người tổ trưởng rất là gương mẫu với lại có trách nhiệm cao. Từ chỗ đi săn trở thành người bảo tồn, ông Hiền đã thực hiện tốt công việc của mình, được lực lượng kiểm lâm đánh giá cao. Ông Hiền đã làm rất tốt cái nhiệm vụ được giao và đã được hạt kiểm lâm cùng với FBI đề nghị lên tổ chức bảo tồn quốc tế. Và được cái tổ chức đến đây là vinh danh anh hùng bảo tồn năm 2020. Câu chuyện từ thợ săn cát súng trở thành anh hùng bảo tồn của ông Lê Văn Hiên đã truyền cảm hứng và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội. Đây là điều hết sức cần thiết để cùng nâng cao ý thức của việc bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái trong xã hội. Thưa quý vị, không phải tự nhiên mà một người thợ săn lại quyết định gác súng để trở thành người bảo tồn động vật. Nhưng đứng trước những loài động vật nguy cấp nhất thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng này, một người thợ săn cứng rắn cách mấy cũng trở nên mềm lòng. Đó cũng là cách ông trả nợ với rừng trong suốt thời gian làm thợ săn. Từ câu chuyện của ông Lê Văn Hiên, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều anh hùng hơn nữa trong việc bảo tồn các loài động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm. Đến đây thì thời lượng dành cho 24 giờ chuyển đổi hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.